Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày chủ nhật thì mình vào bếp bởi vì hôm nay mọi người ở nhà buổi chiều đó, cho nên là mình đã làm cái món bánh ngọt có tên là donuts. Bây giờ thì đã xong rồi, bây giờ thì mình sẽ kêu ông xã và các con của mình ăn thử xem là có ngon không. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm donuts này và mình chưa ăn thử. Nhìn thì thấy khá là ngon nhưng mà chưa biết là ăn có ngon hay không. Cool. Das schmeckt gut, gell? Schmeckt wie Faschingsküchle. Ngon không, Gavin? No. Nhất là cần món gì rồi? Rính nhé, còn Apfel. Das schmeckt wie. Das schmeckt. Ja, gut. Mit Quarkbällchen. Ja. Ja, auch so ähnlich, ja. Quarkbällchen heißt mit Quark. Aber ich finde, diese schmeckt sogar besser als Quark. Quark, ja. Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Giờ này bên mình đang là buổi chiều. Buổi chiều ở Đức thì mọi người hay uống cà phê, ăn bánh ngọt đó. Thì hôm nay mình đã làm cái bánh donut này. Lần đầu mình làm thử và mình thấy khá là ngon. Và làm cũng rất là nhanh luôn. Cái nguyên liệu làm thì cũng khá là đơn giản. Mình thấy ăn nó ở bên ngoài thì nó giòn, bên trong thì nó mềm. Khi mà mình trộn bột thì mình cho ít đường, xong rồi sau đó thì mình tẩm đường nữa thì mình thấy nó rất là vừa, rất là ngon. Mình học được công thức từ một bạn người Đức. Mình thấy công thức này dễ cho nên là mình đã làm theo. Hey Jungs, sag mal, hallo. Hallo, xin chào. Xin chào, cô chú. Gavin, ăn nữa đi. Không đói bụng. Không đói bụng hả? Aber gut, gell? Ja. Wie gesagt, wie Quarkbällchen. Ist auch einfach so, Mann, weil bei Quarkbällchen musst du dann mit Löffeln hin und her ewig. Ja. Und diese tust du nur rollen, der Teig ist harter. Aha. Und dann frittierst du. Es geht ganz schnell. Trước đây thì mình đã làm một cái loại bánh khác, nó cũng tương tự như cái bánh này, nhưng mà cái nó tròn tròn giống như là trái banh tennis vậy đó, trái banh nhỏ nhỏ. Và làm với lại gọi là cái gì ta, giống như là phô mai tươi vậy đó. Nhưng mà lần này thì mình thử làm kiểu khác thì mình thấy là cái cách này làm dễ hơn và nhanh hơn và ăn lại ngon hơn nữa. Khi chiên thì cũng khá là nhanh. Còn nếu như mà làm cái bánh kia mà cái loại mà tròn tròn như là trái banh tennis á, thì cực cái là mình phải, tại cái bột nó lỏng á, mình phải dùng cái muỗng mình múc rồi mình gạt qua gạt lại cho nó tròn. Còn cái bánh này thì cái bột của nó dày cho nên là mình có thể lăn xong rồi mình cuốn lại. Nó vừa nhanh mà nhìn nó cũng khá là hấp dẫn. Ở Đức thì buổi chiều, buổi trưa đó người ta, buổi chiều chiều, 2-3 giờ chiều đó thì người ta hay ăn bánh ngọt. Cho nên là có rất là nhiều loại bánh. Khi nào mà có tiệm bánh ngọt nào mở cửa đó, mình sẽ vào tiệm bánh ngọt mình quay cho mọi người xem. Tại vì bánh ngọt, tiệm bánh ngọt thì thường là người ta bán, người ta mở kèm với lại quán cà phê đó. Nhưng mà hiện tại thì quán cà phê không có được mở cửa cho nên là những tiệm bánh ngọt người ta cũng không có mở cửa. Außen ist knusprig und es schmeckt auch ein bisschen wie Berliner, oder? Ich finde es sogar besser als Berliner. Ja.
Ja, viel knuspriger halt. Ja? Ja. Außen knuspriger. Ở Đức còn có loại bánh giống giống như bánh này nữa, gọi là Berliner. Aber in Berlin heißt anders, gell? Pfannkuchen. Also entweder man sagt Pfannkuchen oder manche sagen Krapfen. Ja. Aber đó thì hoặc là có loại bánh tên là Krapfen. Nói chung là những cái bánh mà ăn giống giống nhau là Berliner nè, Krapfen nè, rồi Donuts nè. Thì mình thấy là ăn khá khá giống giống nhau. Berliner thì ở bên trong là người ta cho mứt dâu, rồi người ta cho kem vani. Nhưng mà Berliner khi mà mình mua đó thì ăn rất là ngọt. Và ăn bên ngoài thì không có giòn. Còn cái bánh mà mình thấy làm kiểu này nè thì ăn rất là giòn, rất là ngon. Berliner thì người ta cũng chiên trong chảo dầu, hoặc là người ta bỏ trong lò, trong lò mà người ta cũng để trong cái nồi dầu á. Und bereit für morgen für Arbeit? Nein. Mình vừa hỏi ông xã mình là có sẵn sàng để ngày mai đi làm chưa, kêu là không. Thứ hai là ngày vẻ oải nhất. Und Kevin, morgen hast du wieder normale Schule? Ja, Homeschooling halt wie immer. Homeschooling? Ja. Aber ich dachte, jetzt wieder normal? Nein, nur wenn wir Klassenarbeiten schreiben. Nur die 5. Ach so, ja. Mình cứ tưởng là ngày mai Kevin đến trường đi học, nhưng mà mình quên là chỉ có từ lớp 1 đến lớp 6 mới đến trường. Còn Kevin thì ngày mai vẫn homeschooling, tức là vẫn học từ nhà. Vậy là ngày mai mình có thể rủ Kevin quay video tiếp ha. Und nächste Woche hast du dann Montag und Dienstag homeschooling? Ja, Montag und Dienstag. Hi Andy. Genau. Sag mal, du hast gesagt, mit deinem Betrieb, die wollen impfen lassen, oder was? Nein, Schnelltests. Wir müssen Schnelltests machen. Ja? Hôm nay thì mình lại chia sẻ một chút về ngày Chủ nhật của gia đình mình. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại video lần sau. Tạm biệt. Goodbye.